Ok, thì bây giờ mình có một chiếc máy rất mới của Xiaomi ở đây. Đó, chiếc Redmi Note 4 thì các bạn có thể nhìn thấy cái số 4 được in mờ, rất là mờ ở đây. Chiếc máy này thì mới được Xiaomi ra mắt và nó đã có mặt ở Việt Nam. Bên cạnh hộp máy thì chỉ có ghi tên máy. Ở đây thì ghi logo của Mi, mà đằng sau là thông số cấu hình. Ok, thì chiếc máy này còn nguyên siêu. Đấy, các bạn thấy. Và sau đây mình sẽ bóc siêu của nó ra. Thì trước hết là mình sẽ xin cảm ơn cửa hàng Mobile City đã đưa cho mình sản phẩm này để mình có thể mở hộp nó. Ok, và đây là chiếc máy của chúng ta. Mình sẽ để nó qua một bên. Bên dưới thì chúng ta sẽ chỉ có một cục sạc. Một cục sạc. Cục sạc này thì để mình xem chuẩn là bao nhiêu. À, 5V 2A. Đây, cục sạc nhanh. Và trong này thì chỉ có cáp. Ở đây là cáp micro USB rồi, không phải Type-C. Và hết rồi. Nhưng phần Trung Quốc thì thường thường sẽ không tặng cho chúng ta tai nghe. Và đây là chiếc Redmi 4. Thì nó có ngoại hình khá giống với chiếc Redmi Note 3. Mình cảm giác vậy. Nhưng mà nó vuông vức hơn một chút, thì đẹp hơn một chút. Và chạy xung quanh máy thì là những đường viền diamond cắt chạy xung quanh. Phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng ở bên này. Bên này thì chỉ có khe chọc sim thôi, khai sim thôi. Bên dưới này thì có loa, nhưng mà mình đoán là bên loa phải này mới là bên phải này mới là loa chính, còn bên này chỉ là mic thôi. Cổng micro USB ở giữa. Bên trên thì có 3 phím chức năng của Android đặt bên ngoài màn hình. Còn bên đằng sau thì chỉ có cặp điện bấm tay, cục camera và logo Mi. Ở trên đỉnh máy thì là cảm biến hồng ngoại và jack 3.5. Ok, ở đây thì có camera trước và cảm biến cùng loa thoại. Vì đây là một chiếc máy giá rẻ của Xiaomi nên nó chỉ được trang bị con chip Snapdragon 430 thôi. Và camera sau thì 13 chấm và camera trước là 5 chấm. Mức RAM phiên bản ở đây mình có là 2GB và 16GB bộ nhớ trong. Còn có một phiên bản nữa là 3GB và 32GB. Đó, thì bài trên tay của mình đến đây là hết. Xin gửi các bạn bài chi tiết sau. Ok.